Rồi, hai Giang chào tất cả mọi người nha. Hôm nay rất là lâu rồi Giang không có ra video cho mọi người xem. Hôm nay cũng 8 ngày nha mọi người. Thì Giang đã trải qua một cơn bạo bệnh. Đó chính là bị sốt siêu vi nha mọi người. Nên là người nó rất là mệt nên không có tinh thần ra video cho mọi người xem. Thì hôm nay lâu rồi Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái món nè. Đó thấy không? Đó là đậu hũ nha mọi người. Đậu hũ nấu canh chua chay. Nói chung mọi người cũng ăn hải sản thì tôm cua cá ghẹ nhiều quá, giờ mình chuyển qua đồ ăn chay nha. Sẵn thì hướng dẫn thêm cho chắc chị em phụ nữ để là làm món ăn chay tại nhà cho nó thêm lạ mắt hơn nha mọi người, tạo thêm hương vị ngon hơn. Mời mọi người cùng làm theo Giang nha. Đó thì Giang có chuẩn bị nha mọi người, đây là la ghim để nấu cái đậu hũ canh chua, đậu hũ chay nha mọi người. Đây chèo nèo, giá, rau nhúc, còn đây là khóm nha, hay là gọi là thơm á, mấy lát ớt tạo màu với đậu bắp, cà chua. Hôm nay Giang có chuẩn bị hai miếng đậu hũ và Giang cắt ra sẵn rồi nha mọi người. Đậu hũ này mua ngoài chợ nha. Đó thì Giang sẽ luộc đậu hũ qua trước nha mọi người. Đậu hũ này mua ngoài chợ, Giang khuyến cáo mọi người nên mua về mình muốn ăn ngon mà sạch sẽ thì mình phải luộc qua nước sôi nha mọi người. Đó, mình phải luộc qua nước sôi. Tại vì ở ngoài chợ là họ làm ra cái đậu hũ chiên sẵn này, ở nhà là họ chiên qua một cái lớp dầu đen, nói chung là nó ăn nó không tốt cho sức khỏe. Giờ Giang sẽ luộc qua nước sôi để cho nó đậu hũ nó được sạch sẽ hơn nha. Rồi, lên lửa nha mọi người. Rồi xong, món đậu hũ Giang đã luộc xong rồi nha mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ phi hành tím. Hành tím vô cho nó thơm nha. Đó thì đây nha mọi người, hành tím mà Giang có chuẩn bị sẵn rồi. Giờ mình sẽ bỏ vô mình phi luôn. Rồi, mình cho khoảng một xíu dầu ăn thôi. Phi cho cái hành tím nó vàng nha mọi người. Rồi, hành tím nó vàng mình sẽ cho mấy cái thơm vô trước nha mọi người. Mình cho thơm với cà chua vô. Đó, thơm với cà chua vô mình xào lên cho nó có mùi nha, cho nó ra cái mùi cà chua với mùi của thơm á, hay gọi là khóm á nha mọi người, cho nó ngon. Rồi khi nào xào xong mấy cái nguyên liệu này thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ Giang chuẩn bị gồm có nửa nồi lẩu nước nha mọi người. Ngày tầm độ 3-4 người ăn trong gia đình là hợp lý nha. Rồi ok, cho lửa lên tiếp. Rồi khi nào nó sôi lên thì mình cho cái này vô nha mọi người, đậu hũ cho vô mình nấu lên luôn. Này là mình đang hướng dẫn món ăn chay nha mọi người. Đó, tiếp đến nữa thì mình cho cái đậu bắp vô luôn nha mọi người để cho nó chín. Đậu bắp nó cứng á, nó lâu chín nha. Còn cái phần này thì tí mình cho vô sau nha mọi người. Đó, món giờ nó sôi lên thì Giang sẽ cho một ít màu nha mọi người. Đây Giang sử dụng tương ớt nha. Thì Giang cho một muỗng tương ớt và một muỗng tương cà nha. Thì Giang ở đây Giang chỉ đông cái chai vô thôi. Còn định lượng thì mọi người cứ lấy muỗng mà múc nha. Để mình tạo lên một cái màu nó kiểu vàng vàng nha mọi người, cho cái hương vị nó ngon. Rồi qua đây Giang sẽ nêm nếm nha. Vào đây nha mọi người, nêm nếm thì Giang sử dụng cái muỗng này nha. Đây là hạt nêm ai gì ngon 2 muỗng. Rồi, đây là bột ngọt nha mọi người, 1 muỗng. Và đường 2 muỗng nha. Thì mọi người ở nhà mọi người sử dụng me, còn ở trong quán của Giang thì chỗ Giang làm mà Giang sử dụng bột chanh nha mọi người. Bột chanh này Giang cho khoảng gần 1 muỗng nha. Thì 1 muỗng bột chanh này nó tương đương với 1 nửa vá lẩu cốt me nha mọi người. Rồi đây, giờ mình bỏ vô đây luôn. Mình đảo lên cho nó tan gia vị ra. Đó, đã xong rồi. Bây giờ xong rồi mình cho cái ấy vô luôn nha mọi người. Cho cái này vô luôn. Giá rồi rau nhúc rồi chèo nèo vô luôn nha mọi người. Rồi, đó. Rồi lên lửa để cho chín. Cái này mình cũng cần lên lửa mạnh đó nha mọi người. Đó, xong rồi đây Giang có chuẩn bị ngò gai với lá quế cắt sẵn. Đó, bỏ vô luôn cho nó có mùi thơm nha. Rồi ok, đây là cái món canh chua chay nấu với đậu hũ của Giang đã xong rồi nha mọi người. Mùi vị nó chua chua nha, ngọt ngọt. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công nha.
Giang có làm một cái kênh YouTube, mọi người vào kênh YouTube với trong trang cá nhân của TikTok, mọi người ủng hộ kênh mình nhé mọi người.